Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Minh Hải TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ Minh Hải TV trong suốt thời gian qua. Kính thưa quý vị, hôm nay Minh Hải TV xin mời quý vị và các bạn đến với chỗ Vành Đai 2 và Vành Đai 3 của Hà Nội để mà xem những cái hình ảnh trước khi mà người ta triển khai cái dự án là xén cái vỉa hè, cái phần giải phân cách để mà mở rộng cái phần đường chỗ Vành Đai 2 và Vành Đai 3 này. Thì nói về vấn đề này thì cũng phải kể đến nguyên nhân của nó. Trước đây thì do cái vấn đề là ùn tắc giao thông trên các cái tuyến đường ở Vành Đai và các cái cửa ngõ của thủ đô hiện nay, nó đang trở nên rất là bức xúc. Đặc biệt là cái tình trạng mà ùn ứ rồi kẹt xe kéo dài trong cái thời gian vừa qua trên các cái tuyến đường của Hà Nội. Điển hình có thể thấy được là trước mỗi cái dịp mà nghỉ lễ thì người ta không khó để mà bắt gặp những cái hình ảnh dòng phương tiện kéo dài nhích từng cm một ở trên các cái tuyến đường của thành phố để mà rời ra khỏi thủ đô trong những cái kỳ nghỉ lễ. Và các cái tình trạng ùn tắc này thường kéo dài nhiều giờ đồng hồ, khiến cho là cả người và xe đều cảm thấy rất là mệt mỏi. Và nó thường là nó kéo dài, cái tình trạng ùn tắc này nó kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Nên là khi mà di chuyển từ trong nội đô mà đi ra ngoại tỉnh chẳng hạn, trong những cái ngày mà bắt đầu nghỉ lễ thì dòng xe kéo rất là dài, và để mà đi qua được cái chỗ tắc đường đấy thì chắc là cũng thấy mệt mỏi lắm. Nhất là những cái ngày nào mưa, ví dụ như cái đợt nghỉ lễ vừa rồi, nghỉ lễ Tết Dương lịch vừa rồi là trời đổ mưa, và do đó thì những cái phương tiện đi lại người ta sẽ phải đi với cái tốc độ chậm hơn. Chính vì vậy là cái thời gian mà xảy ra cái tắc đường nó lại còn nghiêm trọng hơn. Thế thì từ cái nguyên nhân đó thì Hà Nội cũng đã lên một cái quyết định là sẽ ra phương án xén bớt cái hè để mở rộng cái mặt đường của một số các cái tuyến phố trên địa bàn để mà góp phần giảm cái ùn tắc giao thông, đặc biệt là trong cái kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán sắp tới đây. Thực tế thì trước đây Hà Nội cũng đã triển khai cái việc là xén mở rộng hè đường và giải phân cách rồi ở một số các cái tuyến phố như là chỗ Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh. Đường Nguyễn Chí Thanh thì trước đây cũng được biết đến là cái con đường có cái giải phân cách phải nói là tuyệt đẹp. Giải phân cách rất là lớn và trồng thảm cỏ, trồng cây cảnh ở trên đó nhìn rất là đẹp. Thế nhưng mà do cái nhu cầu về đi lại cho nên là người ta cũng phải tiến hành phá bỏ cái giải phân cách đi. Dù đẹp thì đẹp nhưng mà để mà đi lại thì cần phải mở rộng ra. Cho nên là đã có giải pháp là xén bớt cái giải phân cách đi để làm đường. Và thực tế là cũng đã mở rộng được cái lòng đường lên rất là nhiều. Kết quả bước đầu cũng cho thấy là khắc phục được cái tình trạng về ùn ứ giao thông vào những giờ cao điểm. Và từ cái hiệu quả này thì Hà Nội cũng đã tiếp tục thực hiện một cái phương án nữa là xén cái giải phân cách mở rộng mặt đường ở Vành Đai 2 và Vành Đai 3. Thì cụ thể như cái tuyến đường mà chúng ta đi đây là trên tuyến đường Vành Đai 3, đoạn mà từ cầu Dậu đi lên chỗ ngã tư Sở, đi lên ngã tư Mai Dịch cầu Giấy, nằm trên đường Vành Đai 3. Thế thì cái phương án mà xén giải phân cách này sẽ chia thành 4 cái đoạn nằm cả trên Vành Đai 2 và Vành Đai 3. Thì theo chiều của chúng ta di chuyển đây thì cái phân đoạn thứ nhất là cái đoạn Nghiêm Xuân Yên và Nguyễn Xiển ấy, là người ta sẽ thi công ở trên cái đoạn này khoảng với chiều dài khoảng trên 3 km. Điểm đầu là chỗ cầu Dậu mà ở ban đầu video chúng ta vừa mới đi qua đấy. Và điểm cuối thuộc cái nút giao Khuất Duy Tiến và đường Nguyễn Trãi. Trên cái cơ sở là mặt đường hiện trạng thì xén cái giải phân cách giữa, tức là bên tay trái của chúng ta, để mà mở rộng cái lòng đường ra, đảm bảo là sau khi mà xén thì cái phần xe chạy mỗi hướng sẽ có cái chiều rộng khoảng độ là 17m, và cái chiều rộng của cái giải phân cách sẽ là 18m. Theo đó thì là sẽ xén mỗi bên khoảng 5m. Đấy, bên tay trái này thì xén vào 5m nữa. Điểm quay ở điểm quay đầu xe thì một số điểm đã được xén cái giải phân cách 3m rồi, tạo cái làn quay đầu khoảng xén khoảng 3m nữa để làm cái làn chờ quay đầu.
Những cái làn mà chỗ nhập dòng để đang tiến hành sẽ xén bổ sung thêm chắc là khoảng độ 1,5 m đến 2 m nữa. Đấy. Nhất là những cái đoạn mà nhập làn với cả cái đường cao tốc ở trên cao kia thì phải xén mở rộng ra, bởi vì những cái chỗ đấy nó rất là hẹp. Lát nữa đi qua đấy thì quý vị và các bạn có thể xem nó không rộng được như là những cái chỗ như chúng ta đang di chuyển đây. Và tổng mức đầu tư của cái dự án này nó rơi vào khoảng hơn 27 tỷ đồng. Và dự án này sẽ bắt đầu triển khai từ mùng 1 tháng 1 năm 2019. Thế nhưng mà theo như quan sát của Minh Hải TV thì người ta cũng đã bắt đầu tiến hành thi công những cái làm những cái rào tôn. Quý vị và các bạn lát nữa có thể để ý ở phía bên tay trái là người ta đã bắt đầu quây tôn lại ở cái phần giải phân cách này để mà thi công. Cái đoạn tiếp theo ở phía trước mặt sẽ là cái đoạn đường Khuất Duy Tiến. Đoạn này thì có chiều dài khoảng gần 2 km. Điểm đầu sẽ là ở chỗ nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi và điểm cuối là ở nút giao Khuất Duy Tiến và Trần Duy Hưng. Trên cơ sở là mặt bằng hiện trạng thì sẽ xén cái giải phân cách giữa ở bên tay trái của chúng ta này để đảm bảo là cái bề rộng xe chạy mỗi chiều nó khoảng từ 12 đến 20 m. Cụ thể là tùy thuộc vào từng vị trí cụ thể trên tuyến này thì sẽ xén đều mỗi bên khoảng độ 1 cho đến 5 m. Tổng mức đầu tư của cái dự án này nó khoảng trên 10 tỷ đồng và cái dự án này nó cũng triển khai thi công từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 và cũng sẽ phải hoàn thành trước cái dịp Tết Nguyên đán tới đây. Còn cái đoạn tiếp theo nữa là đoạn đường Phạm Hùng, tức là cũng là ở phía trước mặt chúng ta, thì sẽ thi công ở trên cái tuyến đường là dài khoảng trên 3 km. Điểm đầu thì nó sẽ là ở cái nút giao Khuất Duy Tiến Trần Duy Hưng. Và cái điểm cuối của nó sẽ là cái nút giao Mai Dịch. Và để thực hiện xén cái vỉa hè thì các cái tuyến này sẽ phải di rời các cái công trình ngầm nổi, lắp mới các cái hệ thống bó vỉa rồi giải phân cách để mà hoàn thiện lại cái hệ thống sơn tín hiệu này, biển báo vân vân. Tổng mức đầu tư của cái dự án này nó rơi vào khoảng hơn 24 tỷ đồng. Và cái dự án này nó cũng triển khai đồng bộ luôn là vào 1 tháng 1 năm 2019 và sẽ kết thúc vào trước cái dịp Tết Nguyên đán. Như vậy là chúng ta đã tổng quan được những cái phần mà nằm trên đường vành đai 3. Thế còn một cái phần nữa, phân khúc nữa nằm ở trên đường vành đai 2 thì là nằm ở chỗ ngã tư từ Cầu Giấy cho đến ngã tư Sở. Đấy là cái đoạn mà người ta cũng sẽ xén vỉa hè mở rộng lòng đường. Thì trên cơ sở cái mặt đường hiện trạng này sẽ xén ở phía bên phải của tuyến đường theo cái chiều di chuyển từ Cầu Giấy đến ngã tư Sở để mà mở rộng cái mặt đường lên, bề rộng của nó sẽ tăng trung bình khoảng 3,5 m. Và xây mới cái mặt đường bê tông nhựa cho rộng khoảng 4 m cho người đi bộ, đi xe đạp và kết hợp với cả làm những cái lan can đặt trực tiếp ở trên tường chắn bê tông cốt thép sát với cái mép bờ sông Tô Lịch này. Và cái dự án này cũng sẽ có một cái điểm khác biệt nữa là sẽ phải di chuyển khoảng gần 500 cây xanh, gồm rất là nhiều loại cây, trong đó thì người ta sẽ di chuyển là khoảng 371 cây và sẽ có khoảng 105 cây là sẽ phải chặt hạ. Những cái cây chặt hạ là những cái cây bị sâu hoặc là rỗng thân, rồi hoặc là nó nghiêng rồi cong queo, khi mà di chuyển vào thì nó cũng không đảm bảo được là an toàn cho giao thông. Đấy. Hoặc là những cái cây nó sẽ phát triển nó không bình thường hoặc là nó không đảm bảo được khi mà di chuyển được nó sẽ sống. Và tổng mức đầu tư của cái dự án này nó sẽ là hơn 64 tỷ đồng. Đấy, nó là cao nhất trong 4 cái dự án nêu trên. Và nó cũng triển khai từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 và cũng sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thế thì nói liên quan đến cái vấn đề lo ngại về cái việc là thi công này nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc lưu thông của các phương tiện, thì Hà Nội cũng cho biết là do đặc thù cái công trình này là vừa thi công vừa phải đảm bảo vấn đề an toàn giao thông, cho nên là cái phương án tổ chức thi công này nó không làm thu hẹp cái mặt đường hiện nay. Người ta sẽ quây tôn ở cái phần giải phân cách này. Và các cái dự án này đều phải đảm bảo hai cái mũi thi công để mà đáp ứng đúng cái tiến độ đề ra. Có nghĩa là mở rộng giải phân cách giữa là yêu cầu đơn vị thi công phải làm hàng rào sát mép đường thi công.
Và khi mà mặt cắt đường không bị ảnh hưởng thì yêu cầu là chủ yếu là sẽ triển khai thực hiện vào ban đêm. Còn ban ngày thì là sẽ chỉ làm ở trong cái phần mà đã rào, cái rào chắn bằng tôn đấy thôi. Và những cái nhà thầu nào mà không thực hiện đúng quy định này thì là Sở Giao thông Vận tải Hà Nội là sẽ xử lý để mà đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, và đặc biệt là tránh gây các cái tác động đến ùn tắc giao thông. Nếu mà xảy ra cái ùn tắc giao thông nghiêm trọng thì nhà thầu thi công là sẽ phải có trách nhiệm phối hợp với cả các lực lượng chức năng để phân luồng và đảm bảo giao thông. Và với những cái giải pháp mà đưa ra như đã nêu trên thì cũng có những cái ý kiến đưa ra là có lẽ là cái giải pháp mà xén đường này chỉ là một cái giải pháp tình thế mà thôi, chứ còn về lâu về dài thì vẫn cần phải có một cái giải pháp tốt hơn, quy mô hơn và đồng bộ hơn để mà giảm thiểu được cái tình trạng tắc đường, ùn tắc giao thông. Và thêm nữa là cái vấn đề về ô nhiễm môi trường khi mà cái lượng xe tham gia giao thông rất là lớn và các cái khí thải nó tạo ra sẽ làm cái ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí. Theo thống kê thì là mỗi một năm này cái việc mà tắc đường nó đã đốt của Hà Nội khoảng gần 13.000 tỷ đồng mỗi năm. Đấy, tương đương với khoảng 600 triệu đô của xã hội phải tiêu tốn đi do cái vấn đề là tắc đường này. Ở thời điểm hiện tại thì cái sự phát triển và cái sức chịu đựng của hạ tầng giao thông Hà Nội đã nói chung là không thể theo kịp được với cái tốc độ phát triển xe cá nhân. Ở nước ta thì cái đô thị phát triển là quá nóng, cho nên là hạ tầng chạy theo không kịp. Mỗi một ngày mà mỗi một cái tòa nhà độ khoảng 3-40 tầng kia có tới hàng nghìn lượt người cùng với cả phương tiện nó đổ ra đường thì chắc là không có cái đường nào có khả năng là vận chuyển nổi. Cho nên cái việc mà tắc đường là khó tránh khỏi. Với cái đà quản lý quy hoạch đô thị như hiện nay thì kể cả khi mà cái hệ thống đường sắt đô thị hoàn thành thì chắc là cũng khó mà giải quyết được cái vấn đề ùn tắc. Hiện nay thì theo thống kê là ở trên địa bàn thành phố có khoảng hơn 5,2 triệu xe máy và nửa triệu ô tô. Nếu mà 60% cái số xe lưu thông ở trên cái diện tích chiếm dụng nó vượt quá 1,34 lần cái năng lực hệ thống đường phố thì cái khu vực ở trung tâm nó phải lên đến khoảng 3,72 lần. Đấy, tức là cái hạ tầng là không thể đáp ứng nổi với cả cái nhu cầu mà các phương tiện cần phải đi lại. Và một số chuyên gia cũng đã nêu ra cái quan điểm là có nên hạn chế phương tiện cá nhân lọt vào những cái thời điểm hiện tại hay không. Bởi nếu mà không phải là cấm lúc này, không phải là hạn chế phương tiện cá nhân lúc này thì chắc là Hà Nội cũng sẽ không có cơ hội để mà hành động nữa, để mà thoát khỏi cái vấn đề ùn tắc giao thông và cái ô nhiễm môi trường nữa. Theo đó thì là ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông nó có nguyên nhân chính từ các cái phương tiện cá nhân. Không khí ở môi trường thì ở Hà Nội thì hiện nay đang ở cái mức ô nhiễm phải nói là đáng báo động. Trong đó thì các cái phương tiện giao thông và các cái khí thải giao thông đóng góp khoảng 70% vào cái việc ô nhiễm này. Tương tự thì cái số vụ tai nạn giao thông liên quan đến người và người đi xe mô tô thì chiếm tỷ lệ lớn khoảng 70%. Đấy, tức là cứ xảy ra tai nạn thì là 70% trong số đó là có liên quan đến mô tô xe máy. Và cái đề án hạn chế các cái phương tiện cá nhân cũng đã được đưa ra rồi. Minh Hải TV cũng đã có những cái video clip nói về vấn đề này rồi. Những cái đề án về giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên thì để đảm bảo thành công của cái đề án này thì có lẽ là cần phải tạo được cái sự đồng thuận từ dư luận và cái giải pháp thực hiện như thế nào, rồi lộ trình đưa ra làm sao. Quý vị và các bạn hãy để lại những ý kiến cá nhân của mình ở phần bình luận phía dưới video này. Minh Hải TV xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn hãy nhấn nút like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Đừng quên là nhấn nút đăng ký và nhớ là tích thêm quả chuông ở phía bên cạnh nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ Minh Hải TV. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.